để cho các con có một cái đam mê và các con có một cái có người truyền lửa cho các con trong cái quá trình học, để các con giống như là các con tạo thêm cái động lực cho các con đấy. Nhưng đôi khi các con đi trên đường còn trông trên, các con chưa biết định hướng, thì có những thầy cô định hướng cho các con, giúp các con chỉnh lại con đường đi cho nó đúng đắn, và các con sẽ tới đích của mình đúng như ý của các con muốn. Thực ra chị đã tìm những cái môi trường này từ rất lâu, nhưng chị cũng đã cho con chị học thử ở một vài nơi, nhưng mà nó không phù hợp lắm, nên là chị cũng nhiều khi của chị cũng một khóa là chị nghỉ. Nhưng mà đúng là thực sự chị biết hơi chậm đấy, chứ chị biết sớm hơn xíu nữa có khi chị cho con chị học tới cấp 2 cơ. Đấy, thành ra là cũng rất cảm ơn bọn em. Qua việc này thì cũng rất cảm ơn MyX. Tại vì lúc đầu tiên á, cô là đưa Khanh đi đến là Khanh không thích đi học đâu. Ba thì đọc trên mạng, ba thấy thì ba cũng thích, rồi ba chở Khanh đến để cho Khanh tham quan ấy rồi. Thì nhưng mà sau đó thì thấy là Khanh cũng rất là thích học, cũng tự giác đến giờ ấy rồi làm bài tập hay là nhắc ba đưa đi học hay gì đó, thì thấy đối với vấn đề học ở MyX thì Khanh cũng rất là sốt sắng, cũng siêng năng, do đó là ba cũng rất là vui. Đánh giá thì thực ra thì tôi nghĩ thì qua vì thực ra kết quả ấy, thì thực ra là rất là các bạn trường các bạn ở lớp thì giống như là thông tin rất kịp thời, đặc biệt là sau một tuần có một nhận được đấy, tức là sau kết quả là bà mài về nhà rồi làm bài tập trung nào thì các bạn đã thông tin là tương đối độ kịp thời. Thì đấy là cái rất là cái kết quả rất là tốt. Chị cũng đã nói rồi, chị tin tưởng trung tâm, khi mà đã gửi con thì chị sẽ tin là ok, mình đã chọn được chỗ tốt rồi, mình đã chọn được cái chỗ mà mình có thể yên tâm là cả về gọi là kiến thức cũng như là sau này gọi là môi trường ấy đấy. Thì cho nên là hôm nay là gặp thế bên em tổ chức một cái buổi hội thảo VIP như thế này và gặp một như thế này thì cũng là đánh giá thêm một điểm nữa về trung tâm, mà nghĩ là mình chắc là không chọn nhầm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tôi cũng được đồng hành với MyX cho đến khi mà đồng chí này học xong chương trình hay là học xong 12, sau đó rồi định hướng tiếp xem cái như thế nào.